Đây là nhóm của mình, Group Lóc Việt Minh Trí, cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam. Thì ngày hôm nay nhá, Trí sẽ gọi là làm một cái mini game rất là thú vị dành cho tất cả anh em đam mê cá lóc cảnh luôn, được chưa? Mini game sẽ có tên là Chia sẻ đam mê những thiện hạ hê. Anh em biết rồi đấy, thì 24/6 hàng tuần mình live trên TikTok và mình luôn luôn chia sẻ cái niềm vui của mình là những chú cá lóc cảnh free đến tất cả anh em. Vì vậy thì ngày hôm nay mình muốn thêm một cái gì đó nó khác biệt một chút. Đó chính là mình tặng tiền mặt cho anh em luôn, được chưa? Hai giải thưởng, mỗi giải 500.000 đồng. Đây, giải 1 nha, đó chính là dành cho bài viết mà có nhiều lượt tim nè, lượt like. Và bài viết này được anh em chia sẻ thoải mái luôn nha. Rồi, giải 2 cũng là 500.000 đồng, nhưng mà do Minh Trí cùng với ban tổ chức lựa chọn bài viết hay nhất nha, sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất và có nhiều kinh nghiệm chia sẻ với anh em nhất, được chưa? Rồi, cách thức tham gia thì nó cực kỳ đơn giản luôn, được chưa? Anh em chỉ cần đăng một bài viết có tiêu đề là bài dự thi mini game đấy, và thêm một video nữa khoảng tầm dưới 30 giây về cá lóc cảnh bạn đang nuôi nhé. Video thì chúng ta có thể có âm thanh hoặc không, edit thoải mái, lên trên Group Lóc Việt Minh Trí, cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam nhá. Rồi, bài viết thì nó sẽ theo sở thích tự do, anh em muốn đăng cái gì thì đăng đấy. Anh em có thể dựa trên những gợi ý này đó, chia sẻ cơ duyên đấy đến với cá lóc cảnh, điều anh em thích nhất về các bạn là gì ha. Rồi, và đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu của anh em muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Hoặc là anh em có thể dựa theo cái bài dự thi mẫu trên Group Lóc Việt Minh Trí, cộng đồng cá lóc cảnh, cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam của mình. Đây, có một video hả? Và một video và một cái bài viết như này. Rồi, bước thứ hai, sau khi đăng bài dự thi xong thì chúng ta có thể like, chia sẻ bài viết này cho 500 anh em của mình. Bất cứ nơi đâu, chỉ cần lượt tim cao nhất, lượt like nhiều nhất thì người đó là dành 500.000 của Lóc Việt Minh Trí, được chưa? Rồi, nếu như anh em có đang xem video này ở trên YouTube hoặc fanpage này, thì chúng ta có thể nhấn vào link group mình để sẵn bên dưới, hoặc anh em có thể tìm Group Lóc Việt Minh Trí, cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam trên Facebook nha. Đây, thời gian sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 10 là ngày thứ bảy tuần tới nha. Mình sẽ công bố giải thưởng vào ngày Chủ nhật. Cảm ơn anh em đã xem video này và chúc anh em may mắn nha.